Rồi em xong rồi. Xong rồi tí nữa mọi người tập trung xe máy, xe túi xách, giỏ xách, áo, móc xe, tay lái xe, đi người.
thời gian lúc từ 18:30 đến 20:00. Về vô trong bệnh đó, khóa bên ngoài, nước sơ xài, không có người trông coi. Cụ giải thích từ việc sau này. Vào lúc 10:15 phút sáng, ngày 28/7, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, sinh năm 1993, tạm trú tại nhà trọ số 450/16/11, đường Trương Định, và bạn đưa ra ngoài không khóa cửa phòng, chỉ yên lẻn vào và vứt một số tài sản là một máy tính sách tay và một điện thoại di động, trị giá tài sản bị mất khoảng 3.5 triệu đồng. Vào đêm ngày 30/7, chị Bắc Ngọc Thanh, sinh năm 1987, tạm trú tại 210/15 D đường Nguyễn Tư Công Chúa, mượn xe máy của bạn đi về nhà, dừng xe ngoài sân trước cửa nhà, đưa vào nhà ngủ. 6:30 sáng dậy thì phát hiện bị mất xe. Vào lúc 7:04, chị Vũ Thị Thanh Phương, sinh năm 1978, còn học thường trú tại 563/84 đường Nguyễn Văn Linh, vừa nguyện tin lái xe ô tô 4 chỗ, đã có đi học lại và dễ hiển sinh. Đậu xe ô tô phía trước cổng trường học không có người trông coi, đứa con vào lớp học. Khoảng 10 phút quay ra xe thì bị kẻ gian dùng chìa khóa bật ra, mở cửa ô tô lấy mất một túi sách, trong túi có một điện thoại di động iPhone 5S và một số giấy tờ điện tử, trị giá tài sản khoảng 17 triệu đồng. Vào lúc 19:12, anh Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1972, còn khẩu thường trú tại 249/15 đường Bình Dạ, đến quán nhậu số 272 đường Phong Đức để nhậu, để xe máy SH ngoài vỉa hè không có người trong giữ xe. Đến 23:00 ra về thì phát hiện cướp xe và một số tài sản để trong cướp xe, trị giá tài sản bị mất khoảng 62.5 triệu đồng. Để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tài sản của công dân, trật tự an toàn xã hội, công an 18 đề nghị các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một số biện pháp phòng ngừa như sau: một, các cơ quan, doanh nghiệp, công ty tích cực phối hợp tuyên truyền nhắc nhở cán bộ và nhân viên định kính nội sơ hở, bảo vệ an toàn tài sản trong cơ quan. Cách tới lưu lại công tác để xe vào nơi an toàn hoặc có bảo vệ trông coi. 2. Ban điều hành các khu phố, các tổ dân phố, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân được chú ý mọi sơ hở trong các hộ gia đình, bảo vệ an toàn tài sản. Các đứng xe phải để xe vào nơi an toàn có người trông coi và nên lắp các loại khóa xe chỉ tròn, độ an toàn cao hơn, có hệ thống khóa chống trộm. Phụ nữ đứng xe không nên để tiền vàng, điện thoại di động trong cửa kính của xe, nên đi tiền vàng ở cổ, ở tay, khi đi trên đường vắng người, tạo sơ hở cho bọn tội phạm cướp giật. 3. Các hộ dân chủ nhà trọ trang thêm phòng trọ, thay hệ thống khóa ngoài bằng hệ thống khóa trong để đảm bảo an toàn cho người thuê trọ, cho chủ nhà yên tâm trong lúc đi làm ở nhà. Nếu cơ sở nào có điều kiện thì bố trí hệ thống camera theo dõi để bảo vệ tài sản của chính mình và của khách. 4. Các tiểu thương giữ xe máy đề phòng kẻ gian dùng thủ đoạn đánh cháo bé xe giả để lấy xe của khách. Trong thời gian tới, do thời gian tỷ lệ kéo dài, công an 18 yêu cầu các hộ dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi có nhà phá cửa cẩn thận và cử người khác trông coi. Trong trường hợp bị mất định, mất trộm xe, tài sản, đề nghị các công ty phải thực hiện các việc sau: nhanh chóng báo cho công an phường 8, cố gắng ghi nhận các đặc điểm, nhận diện đối tượng, loại phương tiện đối tượng sử dụng để cung cấp cho cơ quan công an. Số điện thoại của công an phường 8: 0643 859 508. Xin nhắc lại, số điện thoại của công an phường 8: 0648 858 không coi là gì. Có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao, có thể tới 90%.
Thank you.
Thank you.
đi chơi đến mai ấy, trên đường đưa cậu mở đi Đại Nam ấy, thì cháu đưa bà về bên ấy. Thôi con bà ở đây đi, cũng lâu lâu ấy nghỉ như vậy thì mai một buổi chương trình ông bà không sạch không có trách mà các cụ ăn uống sạch cứ ở trong tâm mình đấy, không vấn đề gì cả, nên là cứ ở trong tâm mình thôi, nhưng mà phải trong tâm về. Không thì nghỉ đến chiều mai hay đi nghỉ đi kia đi mai đi là năm đi liên tục cũng vậy thôi, đúng rồi, đi mai nghỉ chơi thoải mái đến chiều không đi có gì đâu, tại 5 giờ rưỡi à 5:15 em chưa có mặt đấy, thì nếu mà đi không đâu mà sớm không thì 2 giờ nếu không là ngày mai nghỉ ngơi sức khỏe, nhưng mà cảm thấy khỏe thì tất cả hình quân đấy sẽ còn có cái đối trở lại sao đúng rồi, không có phải sẽ biết thế sao bạn chiên chiên gì vậy phải gì đây rồi cho nên là ngày mai sẽ tình như thế nào sức khỏe quá thì là chiều mai đi, mai phải đi làm chứ, chiều mai đi, chiều mai đi thì qua một hộp rồi mà làm chứ cũng được, cái thải đi cái gì vội đi chơi mà làm gì phải không mệt là đi nó không cần gì đến sáng sau con đón lên nhập hội đó, cái sao mai Dung có đi nữa không? Không, đi buổi sáng tới chiều. Cái này là tốt. Thì đấy, đang tăng tay. Rồi tối cơm nó xong tính, sáng mai vậy tính. Bây giờ chưa ăn uống gì tính, nó khó lắm. Cái cùng kia đó, sao mà tính? À, tính nó không sao kìa. Nó cứ lộn xộn. Thế, có thế bà. Bà đây đi. Ví dụ bà mà không đi Đài Nam thì đến mai cháu nó đưa ông bà trẻ đi thì nó đưa bà về bên á. Đằng nào mai nó cũng đưa mẹ thì nhớ phạt của bà còn một buổi thu lễ ở đây có phạt mà đây có bạn đó phạt nhà tháng ạ phạt chỗ nào có trên đây có cái này phạt nhà có bạn nào trên có bạn nào trên kia có phạt trên kia trên kia là phạt này không giống phạt kia giống như phạt chiếc bằng cái này nhưng mà sau ấy phải đuôi vàng cho nó lên cái mặt liền mình chụp trên mình chân thiện đấy không thề trên đấy không phạt thề gia tiên mà mãi thế có gì mà sẽ đến ba ba cái phần về ông sư mà đang dùng kinh là ăn mua phát xin có phải mấy phút con kiểu này ông sư đang dùng dùng gặp dưới mắt rồi còn là con ăn mua thì nhất định là đi về, Thank you.